Bùi Tiến Dũng chi hàng trăm triệu lưu tế bao gốc cho quý tử vừa chào đời, diện mạo em bé lai Tây khiến cộng đồng mạng dần dần. Mới đây trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng vui mừng thông báo vợ Tây đã lâm bồn. Anh viết: "Chào mừng con đến với thế giới này của ba và mẹ, yêu con rất nhiều. Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống. Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ Gianca Jack Hit Over để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sắp tới. Điều ba mong mỏi nhất là con được lớn lên trong tình yêu, phải thật khỏe mạnh và bình an. Và chính ba mẹ là người có trách nhiệm đảm bảo điều đó." Được biết, Gianca lâm bồn tại một bệnh viện cực nổi tiếng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện rất nhiều người hâm mộ đã vào gửi lời chúc đôi vợ chồng trẻ. Đến hiện tại, ngoại hình em bé vẫn chưa được tiết lộ.